Tối nay trời mưa ra quay mấy em tròn cái nó làm cái gì ở ngoài đây? Thường là trời mưa là nó mát, nó năng động hơn. Này là hàng bự nữa chiều ăn rồi sẵn ra đây cho nó ăn để mấy anh em xem. Liếm sạch cái thức còn mấy viên à, cho nhiều nó cũng ăn hết. Còn này là cũng ăn hết thức, ăn hết chuối à, còn thức tới sáng thì nó đói nó ăn tiếp. Ra ngoài đây cái mấy cái con baby thường là nó mưa nó hay hay leo trèo lắm, nó năng động lắm. Mẹ con. Ồ, cái con này nay nó theo mẹ nó đứng ở trên cái nắp ổ luôn à. Nó tập đi ra ngoài à. Nằm một đống luôn. Tất cả đều ăn chuối liếm sạch hết rồi. Vô trong khu này kìa. Baby đây, baby baby đực thơm đây, đó. Này hồi chiều cũng ăn cũng đủ rồi, giờ sẵn mình cho ăn thêm. Bao nhiêu cũng ăn, bao nhiêu cũng hết. Lỡ cho ăn nhiều cũng không mập. Đặc điểm của giống cam. Baby đực rồi nè. Nè, chiều liếm sạch thức rồi nè. Cần thêm nửa trái chuối. Lanh. Hàng baby đực còn cũng khá là nhiều, cái thì còn ít hơn. Này đực luôn nè nè, cái này để giống là cực kỳ đẹp. Hàng đực thì mấy anh em nuôi từ nhỏ, nó dạng nó lớn nó nhảy tốt. Dữ à? Này con nó chồm lên là cái tướng đó nè, bè bè luôn à, mấy anh em thấy à, đặc trưng của giống cam à, liêu nghiêu.
chạm ra luôn, tính phóng ra luôn. Nó liếm không còn một hộp thức luôn. Rồi. Tại vì mưa nên là thấy thời tiết cũng mát mát, ra quay cho mấy anh em xem. Thằng lớn. Rồi. Chào tạm biệt mấy anh em nha.